mình coi được mở coi được không? Không à, đây là ban đêm á, áp xong rồi mình lấy cái hố hố đó mình chặn nó lại hả? Dạ đúng à, chặn tụi con à. Ban đêm á thì mấy anh sao sao chặn nó lại không cho nó bơi vô biển rồi. Dạ cái đó những cái sọt mình úp lại là những cái con những cái bổ nó gần tới nhà nở rồi mình không cho nó hoạt động nhiều. Nếu mà mình không úp lại thì nó bò lung tung trên cái hồ ấp này, nó sẽ mất sức, mà khi về biển thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái sức khỏe đó. À cứ úp cho mình thì mấy ngày rồi? Dạ trứng rùa này thì từ 45 đến 60 ngày thì nó sẽ nở rồi. Và khi nở thì những cái con nó sẽ nằm sâu ở dưới tổ khoảng một tuần nó mới ngoi lên ạ. Nó ngoi lên đồng loạt luôn ạ. Đây, cái này là ghi số là cái ngày bắt đầu bò lên. Dạ, những cái số này là bao gồm là tổ này bao nhiêu trứng và tổ thứ mấy và ngày mấy tháng mấy. Thường một một đợt như vậy là ra được bao nhiêu con? Dạ thì nó tùy theo cái điều kiện ạ. Nó tùy theo nhiều điều kiện. Và như mấy anh chị thấy là tại sao mà cái hồ này lại một bên là có mái che, một bên lại không có mái che. Đấy là bên mấy anh kiểm lâm là quyết định cái giống đực và giống cái rồi. Bên phía bên đây có mái che thì cái tỷ lệ nở rùa cái sẽ cao hơn. Và bên đây không có mái che là cái nhiệt độ cao thì rùa đực sẽ tỷ lệ rùa đực sẽ cao hơn nhiều hơn. Dạ không, mà mình là do mấy anh chúng ta quyết định mà. Do nhiệt độ. Dạ. Ui hay quá ha. Cái con rùa nó quái vậy đó hả? Giá tính là do nhiệt độ à. Nhiệt độ càng cao thì tỷ lệ rùa đực thì càng nhiều à. Thường á thì mức độ ban đêm thì mấy anh kiểm lâm sẽ trực xuyên suốt cái môi trường với bọn và không được và khách du lịch không được xuống dưới à. Phải ngày đêm đúng không? Và khi nào mà rùa nó nở thì mấy anh kiểm lâm sẽ lên siêu mình, còn mình mà có sự hướng dẫn của kiểm lâm thì mình sẽ đi theo mình xem. Rồi xong rồi những cái tổ mà nó để xong rồi mấy anh kiểm lâm sẽ đem lên đây và đào một cái tổ tương tự nó. Cái tổ sâu á thì là khoảng gần 60 cm và rộng khoảng 25 cm. Đó là khi mấy anh kiểm lâm đang có trứng lên thì mấy anh kiểm lâm đào cái tổ nhân tạo thì mấy anh bỏ xuống, bỏ trứng xuống và mấy anh lại đắp cát vào, xong rồi làm cho cái mô cát nó cao lên. Lý do tại sao mà có cái mô cát cao như vậy là khi nó nở á thì nó hoạt động ở dưới, khi mà rồi sẽ nó cát nó sẽ sụp dưới à, là để chống như nước mưa á. Tại vì nếu mà không đắp những cái mô thì nước mưa nó khi mà nó sập xuống tạo thành cái lõm á, khi nó gần nở thì nó nước mưa nó động lại nó hư trứng từ con, nên tại sao có cái mô như vậy? À để cho nước nó chẻ ra xuống. Trứng rùa to ngoại. Dạ nó như chị cứ nghĩ là trái bông vàng, bông vàng không, nó không dài như trứng gà mà nó tròn mà nó mềm. À. Cái vỏ của nó không cứng mà nó mềm, mình có thể bóp nó mềm mềm. Bỏ vô miệng thì cứ nghĩ là cái quả bông vàng như thế nào thì cái trứng y như vậy. Nó quay về bờ. Tròn. Thì là những cái sọt kia là khi mà những cái tổ gần tới ngày nở, mấy anh kiểm lâm sẽ tính số ngày á, là gần tới ngày nở sẽ cấp cái sọt đó lại. Mấy em cho anh chụp cho trứng gà luộc á, xong rồi anh chụp hình anh trứng gà, trứng gà thì có ai chụp ngay. Chụp ai đâu thì bây giờ là mình không được xuống dưới nữa. Từ 14 giờ chiều trở đi là không cho khách gần xuống dưới. Bây giờ rùa bắt đầu chuẩn bị nó bò là dạ đúng không? Đêm nước lớn rồi rùa sẽ bơi từ ngoài lại. Nhưng bây giờ nó bò vô chưa? Đặc biệt con rùa phải thì có cái nhà sợ người có phải sợ chứ có một ba đấy là mình sống. Chị ơi, chị ơi, chị cần là chị đó, chị không có biết gì đâu, sao chị đi đi. Dạ thương thì chào mấy chú. Thương thì một con rùa mẹ thì nó sẽ nặng khoảng từ 100 đến 200 kg. Và cái vấn đề sinh sản của nó thì sinh sản được từ 35 đến 55 là bắt đầu sinh sản được. Và tỷ lệ nở, tỷ lệ thả thì con về biển nó sống là tỷ lệ 1/1000. Rồi cứ một thả 1000 con thì chỉ có một con sống sót cho đến khi trưởng thành và sinh sản. Rùa này nó bị chuột bị con khác nè. Như là cua kẹp này, cá này, chim gấp này, người kỳ đà. Không bị hành to xong thì thả đi. Dạ không rồi, nếu mình làm vậy thì mình sẽ làm mất cái bản năng kiểu mồi tự nhiên của nó. Như là tự nhiên. Dạ. Nhiều khách họ cũng hỏi. Tức là tỷ lệ sống sót là 1/1000. Dạ đúng rồi. Nhưng mà mình có thể cho cái hồ nước biển mình nuôi nó được không? Dạ không được, ở đây là khi mà nó nở rồi thì mấy anh kiểm lâm sẽ thả về biển chứ không giữ lại làm gì ạ. Nhưng mà không, ý anh nói là muốn giữ lại nuôi có được không? Dạ không được. Quy định dạ theo cái quy luật thì rồi tự nhiên là không được giữ lại. Mình giấu. Dạ. Và khi mà tối nay thì khi mà rùa mà lên nó đẻ thì mấy anh kiểm lâm sẽ hướng dẫn trâu đồng mình xuống dưới xem. Mà sao biết nó lên đại? Dạ thì cái đó là cái chuyên môn của mấy anh kiểm lâm à. Bởi vì khi đêm đến là anh kiểm lâm ở dưới bãi xuyên suốt, trực dưới bãi xuyên suốt chứ không có trình trạm này rồi. Bao nhiêu tuổi là nó bắt đầu sinh sản được? Dạ từ 35 năm đến 45 năm là bắt đầu rồi, tới khi trưởng thành nó sinh sản được. Nó 30 mấy tuổi nó mới đẻ. Dạ đúng nè. Thì tỷ lệ sống của nó 1/1000 cho đến khi trưởng thành và sinh sản rất là lâu à. Nên con rùa này hiện giờ rất quý hiếm là đang nằm trong sách đỏ. Những cái rùa này khi mà ở đây xung quanh nó có những bản tuyên truyền
khi mà có thể phạt tù đến lên tới 7 năm khi mà vi phạm vô qua cái đây có bao nhiêu con rùa như vậy. Dạ. Ok rồi, ok rồi. Dạ không, hồi hồi trước thì bên thủ gia họ có bấm thẻ bấm vào cái đơn của nó để kiểm tra, nhưng mà sau này thì không có bấm thẻ. Và có những con thì nó di chuyển rất là xa, nó kiếm ăn rất là xa, và tới mùa sinh sản nó chỉ về đây thôi. Và mùa sinh sản của nó là... Đêm nay mình xem nó đẻ đẻ ở đây nào, nhưng mà xuống đứa đẻ hay là nó to đến đây. Dạ không, mà đùa thế nào dưới bãi luôn à. Khi mà nó lên nó đào tổ, cái khi mà làm tổ nó đẻ được thì rất là lâu rồi đó. Sáng ngày mai á thì em có thể dẫn mấy chị xuống dưới bãi xem cái hình thành làm tổ, tại vì bây giờ chiều anh Tĩnh Lâm không cho xuống nữa. Ảnh hưởng khi mà từ 14 giờ chiều trở đi á là có những con rùa nó ngoài kia. Mấy anh chị cứ ngủ có biết được. Dạ thôi, ngày mai mình đi. Không không. Có nghĩa là mấy anh chị cứ mình nghỉ ngơi xong rồi bình thường, nhưng mà khi mà có rùa á thì bên kiểm lâm sẽ là lên kêu đọt thành xuống. Có khi nào xịt nó không có. Dạ. Sao là hết xui. Cái mùa sinh sản của nó là từ tháng 4 cho đến tháng 12 ngày năm, nên là bây giờ mà mùa cao điểm là mùa từ tháng 7 tháng 8, nên bây giờ là mùa cao điểm của nó là ngày nào của nó cũng lên đẻ. Nhưng mà thấy mình có sợ. Dạ sợ. Mình phải núp à. Khi mà nó đẻ rồi á, khi mà nó lên nó làm tổ thì thấy mình hoặc thấy anh đèn thì nó sẽ xuống biển, xuống cái bãi, nó xuống nước lại. Còn khi mà nó bắt đầu nó đào cái lỗ tròn nó đẻ rồi thì nó mất chấp mọi thứ, nó cứ đẻ. Đẻ mất chấp luôn á. Và khi nó đẻ xong thì nó sẽ hai mắt của nó sẽ chảy nước mắt nhiều. Con rùa nào cũng vậy. Nó đau á. Dạ, khi mà đẻ xong thì nước mắt chảy nhiều. Không nhìn được ạ. Dạ, được dạ. Và ban đêm có nghĩa là ban đêm khi mà nó rùa đang đẻ thì kiểm lâm sẽ xuống lại gần, tiếp cận gần nó từ phía sau lưng ạ. Mình phải xem khi mà nó đang đẻ trứng. Mình sợ lên nó. Trong điện thoại em có những tư liệu về rùa con và rùa mẹ, cái từng tí em sẽ mở cho mấy chị xem. Một lần nó đẻ được bao nhiêu trứng ạ? Dạ một lần nó đẻ từ 70 cho đến gần 200 trứng. Dạ. Một cặp. Từ 200 trứng. Dạ vâng ạ. Từ 70 đến gần 200 trứng. Nhưng mà nhiều khi có không có con nào sống. Còn cái tỷ lệ mà cái trứng rùa nó có nở ra. Nó tính ra mình là một màu rất là nhiều điều kiện. Tức là sau khi nó đẻ nó đẹp đẹp. Dạ đúng rồi. Thường á thì khi mà nó đẻ xong thì mấy anh Kim Lâm sẽ trong vòng 6 tiếng là phải di chuyển lên trên hộp này và thả xuống dưới, tại vì khi mà đã quá thời gian 6 tiếng thì khi mà cầm cái trứng đi chị thì nó sẽ đang hình thành phôi, là nó sẽ hư và trứng nó không nở được. Mà nó đẻ xong rồi cứ miễn sao trong vòng 6 tiếng là mấy anh Kim Lâm sẽ di chuyển lên trên đây. Không phải hồi nãy đi lội ra đường đến giờ. Không đủ chỗ để đẻ. Dạ, hiện bây giờ thì cái hồ này đã hoạt động được nhiều năm rồi, nhưng mà nó luôn phiên cứ bên này nở thì bên kia là người ta là chung chỗ bên kia. 50-60 ngày. Không nhớ, 160 ngày. 45-60 ngày. Từ 45 đến 60 ngày. Nó là tự động. Dạ, như anh thấy những cái thọt đó. Là khi mà nó thì con họ cũng đưa cái là đang được. Cái nào được. Mình không vô xem cái đấy thì bên kiểm lâm thì đang giữ được cái đường lên cho mình biết được, chứ mình không được vào thì em chỉ biết là những cái tổ đấy là gần đảo hoặc là đang ở. Ủa trên đó mà cái đó mình cất móng sắt cất nhà ở đó. Dạ không, mà cái đấy là cái hồ nước cũng như bên đây à. Tại sao mình ở đây mình có nước ngọt và mình chịu nước mưa đấy à? Nước mưa đúng không? Dạ vâng. Tại hồ này không có mạch nước ngầm. Ủa đảo này không có mạch. Ôi giời, mình phải chữ nước. Trời đúng rồi, xài quanh năm luôn à. Thế là mình vừa phải giảm chữ nước rồi hết. À, thật ra thì nước bên đây là có tính phí, nhưng mà trong cái tour của anh chị thì em đã bao gồm trong cái tour mình là chứ ở đây là mỗi lần khách du lịch vô là tắm này là tính phí. Tắm mấy không có buồn tắm. Có buồn tắm sao vậy? Em chín hết rồi. Ở đây mấy anh Kim Lâm mà xài điện năng mặt trời và nước là nước mưa nên nó nhiều hạn chế mà. Ồ nó không có mặt nước luôn. Không, ở đây không có mặt nước. Ừ, nướng mật ăn đi em. Dạ. À, bên nhà hàng đang chế biến chuẩn bị cho mình á. Từ tí nữa thì nhà mình sẽ dùng trong đó, xong rồi nhà mình cứ nghỉ ngơi tự nhiên, xong rồi khi nào có rùa thì em sẽ con rùa hay là con vít. Rùa hay là vít thì cũng kìa. Rùa hay là vít. Rùa nó to bằng vít là chết chết. Thank you.
mình với này đây là có số lượng rùa mẹ mà hàng năm đây đẻ nhiều nhất Việt Nam. À là như thế này, khi mà con rùa nó nở ở chỗ nào á, nó đi về đúng cái chỗ của nó đúng mà thì nó đi về đúng cái chỗ 3 đến 4 5 năm sau thì nếu mà nó có may mắn nó sống sót rồi á thì nó sẽ tới đủ sinh sản nó thì nó sẽ quay về đây. Hay lắm, con cá hồi với con rùa nó đẻ chỗ nào là đi về chỗ đó. Định vị thôi. Và khi mà rùa con á nó định vị về biển theo ba cách rồi, đó là nó nghe tiếng sóng, cái ánh sáng và từ trường của trái đất. Không, như cái từ trường là chính xác á. Dạ, tại vì nó đâu có, nó tập lập biển mà phải yên biển cùng đảo không đâu. À, bất cứ cái bãi tắm nào nó đẻ ra chỗ nào nó đi ra biển tới lúc lớn bắt đầu nó quay về đó nó đẻ. Dạ, đúng như cái chỗ mà nó đẻ luôn á thì nó sẽ quay về đây nó đẻ. Nó được sinh ở đâu thì nó quay về chỗ đó. Khi mà thả, khi mà mình thả của con thì mình sẽ cho nó bò cách mé nước khoảng chừng 2-3 mét á để cho nó định trên... vậy. Đúng rồi. Thì cái bê nó bê ra biển được vài mét sẽ ngóc lên nhìn nó bãi. Ừ. Nó định vị là bãi. Hay vô hả? Dạ đúng rồi. Và những con rùa này bơi rất là xa, còn những con hồi xưa ở bên Thủ Gia có gắn cái định vị trên lưng, là có những con bơi qua tới bên Malai rất là xa. Kinh nhỉ. Xong rồi cái mùa sinh sản nó lại quay về cũng đã rồi. Nó cứ cắm đầu cắm cổ, nó cứ bơ bơ ra biển, nó bơ 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 bơ. Anh, chính xác là nó định vị như nào? Nó định vị bằng bãi, nó định vị bằng nó bơi qua mấy cái biển Đại Tây Dương. Đúng rồi, nó bơ tùm lum. Nó được sinh ở đây nào, khi mà tới mùa sinh sản nó về, nó là nó nhớ bãi à. Nó nhớ khu vực này, nó khi mà nó nhỏ đi. Thì bây giờ con rùa tại sao mà nó nhớ được thì em cũng có đâu phải chuyên ngành bên rùa biển giải thích được nè. Thì em chỉ biết là cứ mà khi rùa con bơi đi mà khoảng 2-3 mét thì nó ngóc từ lưng nhìn vào, xong rồi nó bơi tiếp 2 mét nó ngóc từ lưng. Hay gì không? Thì nhưng mà nó nhớ dài, anh nghĩ là nó định vị thì cái từ trường á. Dạ thì theo cái bài liệu thì nó vừa con mình bị theo ba cách từ từ trường và tiếng sóng và ánh sáng. Cái tiếng sóng thì ở đâu nó cũng giống nhau. Có chứ, em nó khác nhau. Không, ý em nói là khi mà mình con rùa con nó bơi ra về biển á. Ví dụ bây giờ rùa nó bị con nó nở trong đây nè. Thì nó cứ cắm đầu nó bơi ra biển, cứ bơi hướng biển mà. Nó cứ bò hướng biển mà nó không bò ngược lại. Nó nghe tiếng sóng. Nó cứ là khi mà nghe tiếng sóng đầu thì nó cứ cắm đầu cắm cổ nó bò theo hướng. Đi theo hướng. Dạ đúng rồi. Còn mà định vị quay về là nó phải đúng là cái từ trường đúng tần số đó, nó mới về. Thì đấy thì chắc em mùi. Mùi gì? Nó bơi mấy chục năm nó đi về. Thì là mấy kiểm lâm rồi. Tối nay thì cũng mà có mình nó cho nó hỏi à. Tối nay thì khi mà để xong á thì nhà mình có thể sờ tận tay được con rùa mẹ. Không có luôn đâu. Thì cho mấy tấm nha. Chụp mình. Chụp mình. Được. Bí bí. Ngày nay có mặt không? Dạ, mình cho xem tư lớn trước kìa. Bằng tuổi em tú á. Nó đẻ xong nó đi mà. Mình trốn ở đây là 45 đến 6 ngàn tử đẻ nữa không? Gọi là ấp hay là gọi là ấp là đẻ nữa không? Mày giống rồi. Bảo vệ cái chứng từ khi mà nó nở, khi mà nó con nó lên nó bình thường không bị thứ khác ăn. Những con rùa này là món quái khẩu của con cá. Nó nuôi. Tại sao có trạm kiểm lâm ở đây là vậy á, là nếu mà không có trạm lâm, không có mấy anh kiểm lâm bảo tồn đây thì ghe vào hoặc người dân ngoài người ta bắt nhập vào biển vào người ta ăn cắp và bà sẽ thịt nó. Ghe bà nuôi hết rùa nó nuôi bà nó nuôi mà. Nhưng mà mấy con này ăn mới ngon là thiên nhiên. Vâng, mà bây giờ nếu mấy chị thắc mắc thì em sẽ cho xem tư liệu đi xem tư liệu. Tú cái gì em nghĩ xào mới nấu. Gà. Ăn thịt. Chụp hình với rùa mẹ. Ăn tươi nước sống. Kiểu vậy, cái người không phải ăn nó mang quả. Ăn tươi nước gà, ra đi lên rùa mẹ. Đúng chuẩn. Đó là món gà từ rùa mẹ. Ồ, tối nay chụp hình. Nó làm dễ hơn à. Hiện bây giờ thì có hai đội. Nghe nó hùng hồng quá. Bên này ngồi đấy hơn chị này. Đây, chị ấy. Màn hình lên nào.